bạn vỗ tay đúng không ạ? À, đó, vỗ tay nhạc đúng không ạ? À, các bạn nhịp vô đi, lấy tông nha. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn như sau. Câu hỏi này, chúng tôi đã khảo sát 8 triệu người thì đã có 8 triệu người đều trả lời được. Mời bạn nghe câu hỏi, trong 12 tháng thì tháng nào có ngày 28? Chúc mừng bạn là người đầu tiên trả lời sai. Trong 12 tháng thì tháng nào cũng có ngày 28. Đúng quý vị, hãy cùng vỗ tay cái nè. Cẩn thận nha. Bạn mới ra đây. Một câu hỏi về chủ đề thời gian. 10 triệu người được khảo sát bởi câu hỏi này. Sau khi thi xong về nhà đọc hết tất cả các đồng hồ. Mời bạn nghe câu hỏi, kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là mấy giờ? 1, 2, 3, 4, 5. Đồng hồ chết. 1 giờ 10 ạ. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là 12 giờ. Đúng quý vị, đúng không? À, hợp lý ha. À, thời bây giờ mới biết hả? Hồi xưa 10 triệu người đi đọc đồng hồ mà, có đeo đồng hồ mà không biết. Một câu hỏi về chủ đề gia súc. Một con ngựa mạnh quay về hướng đông, vậy hỏi cái đuôi của nó quay về hướng nào? 1, 2, 3, 4. Mặt hướng đông mà. À đúng rồi, quay hướng đông, đuôi hướng nào? Đông. À, hướng đông luôn. Một con ngựa mặt quay về hướng đông thì cái đuôi của nó chỉ xuống đất. Đúng quý vị. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi thôi. Dễ không bạn? Đừng có run. Đừng có run. Một câu hỏi rất là dễ, một câu hỏi về chủ đề tắm biển. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen, người da đen đi tắm biển thì bị gì? Bị nám. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen, người da đen đi tắm biển thì bị ướt. Hợp lý không? À, sáng cái gì mà sáng. Bình tĩnh nha. Một câu hỏi về chủ đề màu trắng và màu đen. Một người đàn ông da đen kết hôn với một người phụ nữ da đen để đứa nhỏ sơ sinh ra, hỏi răng của nó màu gì? 1, 2, 3. Màu trắng. Chúc mừng bạn, chúc mừng bạn là người thứ 7 trả lời sai. Đứa nhỏ mới đẻ ra chưa có răng. Bình tĩnh. Một câu hỏi dành cho bạn như sau. Trong tất cả các loại răng thì răng gì có sâu cùng? 1, 2, 3, 4. Thành công. Chúc mừng bạn, người tiếp theo trả lời sai. Trong tất cả các loại răng thì răng giả có sâu cùng? Chào bạn, anh Âu Trang là chào anh Thọ. Anh thấy dễ không anh? À, đây là đây, mới gì mới tốt chứ. Một câu hỏi dành cho anh như sau, rất là dễ. Không có khó. Trong tất cả các con vật thì con gì mất ngủ triền miên? Mất ngủ. Mất ngủ nhiều á. 1, 2. Mày chưa có nhắc thì nhắc đi nhé. 4. Con vật mất ngủ triền miên đó là con gấu trúc. À đúng không ạ? Nó hai mắt bị thâm đen đó. Ừ. Anh bước ra đây. À. Một câu hỏi dành cho bạn như sau. Tiếp tục. Ước mơ lớn nhất của con gấu trúc là gì? Ước mơ lớn nhất của gấu trúc đó là được chụp hình màu. Tại vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng với đen thôi. À,
này bạn thấy dễ không bạn? Khó hả? Xin cho một câu dễ nha. Một câu hỏi dành cho bạn về chủ đề như sau. Hết sức là bình tĩnh. Gia đình của bé Nam có 4 anh chị em. Người thứ nhất tên Xuân, người thứ hai tên Hạ, người thứ ba tên là Thu, người thứ tư tên là gì? Chúc mừng bạn, đúng rồi, trời ơi. Ôi bạn giỏi quá, ở dưới hát bạn nghe liền luôn ha. Rồi giỏi. Bạn thấy dễ không? Một câu hỏi dành cho bạn về chủ đề. Một chiếc tàu quả chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội mất 39 tiếng đồng hồ. Vậy hỏi lúc nó chạy được 19 tiếng đồng hồ thì nó nằm ở đâu? Nằm giữa Hà Nội với Sài Gòn hả? Chắc không? Được đây. Lúc nó chạy được thôi, chuyện sao câu chúc mừng luôn. Rừng rây hay quá. Lượt thứ hai nha. Lượt này bạn nào sai là đi về luôn nha. Cẩn thận nha. Nhắc bài cho các bạn ơi. Trong tất cả các loại cầu thì cầu gì cao nhất mà rất đẹp? Một. Cầu vòng. Chúc mừng bạn, đúng rồi, mừng quá. Tôi nghi quá, tôi nghi chắc về đúng không? Trong tất cả các loại cầu thì cầu gì ngắn nhất mà nhà nào cũng có? Loại cầu tiêu. Trong tất cả các loại cầu thì cầu gì gà cầu dao là ngắn nhất? Tiêu tiêu cái gì ở đây? Không, bạn đang nghe chương trình. Cầu dao nha, quay cầu tiêu nha. Hết sức là ưu nhiễm á. Chuẩn bị nắm bài. Hết sức là bình. Có một bác sĩ dẫn một thằng nhỏ đi cầu. Thằng nhỏ là con ruột của bác sĩ, nhưng bác sĩ không phải là cha ruột của thằng nhỏ. Vậy hỏi bác sĩ là cái gì của thằng nhỏ? Ô mẹ, chúc mừng, chính xác, hay quá, hay quá. Khi cầu thủ Messi đá phạt hàng rào thì anh ta nhắm đá vào đâu? Đúng rồi, nhắm đá vào trái bóng. Các bạn bắt đầu trả lời được rồi đó. Nãy bạn đúng hay sai? Sai không? Một câu hỏi dành cho bạn như sau. Ở giữa Thái Bình Dương là gì? 1, 2, 3, 4. Bình, chúc mừng bạn. Đúng rồi, bạn ra đây, bạn nhắc bài này. Bạn có biết bộ quả nhắc bài không? Là bạn nào nhắc bài sẽ nhận một câu hỏi về chủ đề hại não. Bạn nghe nha. 100% người trả lời câu hỏi sao kêu phải nhập viện sau khi tham gia trò chơi. Mời bạn nghe câu hỏi. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày hôm nay là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? Nhớ đề không? Không nhớ đề, không nhớ đề hả? Đọc đề lại nha. Bình tĩnh nha, bình tĩnh đừng có xỉu đó. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày hôm nay là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? 6 Thấy chưa? Nhắc bài bạn chi vậy? Đúng rồi. Thứ mấy? Trời ơi, nói đại mà trúng ta. Ủa sao đó, chúc mừng bạn. Được, anh hợp rồi anh. Trời ơi, hên đó kìa. Một câu hỏi về chủ đề văn học. Người đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ là ai? Người đầu tiên bay vào vũ trụ là chú cụi anh ơi. Cảm ơn anh. Anh đòi tôi nhanh đi. Cái này là sản phẩm vô tính, cái này không có đâu đâu. Dạ. Không, đúng rồi. Không, anh tiếp tục, hãy đúng sai. Sai. Sai đúng không ạ? Một câu hỏi dành cho anh như sau. Trong tất cả các loại lịch thì lịch nào dài nhất? Lịch sử, chúc mừng anh, đơn giản đó. Trong tất cả các loại xã thì xã nào đông nhất? Xã hội, chúc mừng bạn. Quá dễ luôn.
gia đình của Âu Cơ có bao nhiêu người tất cả. Trăm. Chia tay bạn hồi nãy đúng hay sai? Trăm hả? Trăm là mới tính mấy đứa con rồi. Một trăm. Ở trong đấy nói chứ. Rồi tất cả các bạn đều được 2 điểm đúng không ạ? Các bạn đều 2 điểm nên chính vì vậy bây giờ ai trả lời sai là chúng tôi sẽ chia tay. Không còn 5 giây nữa mà chúng ta chỉ còn 3 giây thôi. Một câu hỏi về chủ đề trữ tình. Có 4 mối tình thì ta gọi là tình. Tình tứ. 7 mối tình thì ta gọi hết tình. Không có tình thì ta gọi. Đây là câu hỏi dành cho bạn. Tình yêu mà đổ máu thì ta gọi là tình gì? Ôi tình tiết hay quá nha má. Tình tiết các bạn, tình tiết à, là tiết là máu đó. Chắc vậy. Tình yêu ở trong chùa thì ta gọi là gì? Tình tử rồi thôi hả? Rồi thôi. Cẩn thận nha. Hai đứa yêu nhau ca hát tối ngày thì ta gọi là tình gì? Tình ca hay quá. Ôi ôi. Tình yêu mà tính toán từng đồng từng cắt thì ta gọi là gì? Tình yêu mà tính toán từng đồng từng cắt thì ta gọi là gì? À, yêu nhau mà nó tính như lắm. Ở từng phí ha. Chúc mừng bạn tham gia chương trình nha. Tình yêu mà tính toán từng đồng từng cắt thì ta gọi đó là tính tình. Tình huy đâu mà tình huy. Một câu hỏi về chủ đề chữ hôn. Hôn một người thì ta gọi là hôn nhân. À, hôn người là hôn nhân. Giao thảo cầm nhiên ôm con voi mình hôn thì ta gọi là hôn thú. Hôn thú sau đây là câu hỏi dành cho anh. Một ngày nọ đi làm về xin cô ấy cho mình hôn một cái mà cô ấy không cho mình hôn. Mình nhào vô mình đè mình hôn thì ta gọi là gì? Cứ hôn chính xác rồi. Hay quá. Xin cô ấy hôn một cái mà cô ấy không cho hôn thì ta gọi là gì? Hôn chính xác. Bạn ở đây bạn nhắc bài. Cho bạn nhắc bài. Tôi sẽ đưa bạn về vị trí cũ nè. Một câu hỏi về chủ đề hại não. Cha của nó là rể của ba tôi. Còn ba tôi làm xui với ông nội của nó. Nó kêu tôi bằng gì? Tôi với nó thằng nào lớn hơn? Ba. Nhớ đề không? Không, phải đọc lại nha. Cha của nó là rể của ba tôi. Còn ba tôi làm xui với ông nội của nó. Nó kêu tôi bằng gì? Tôi và nó thằng nào lớn hơn? Mẹ. Gì hả? Bạn ở đây. Nhớ đừng có nhắc bài bạn nha. Tiếp tục bạn. Một câu hỏi về chủ đề gia súc. Cái gì con bò cái có 4 cái, còn con gái thì chỉ có 2 cái. 1, 2, 3, 4. Trời ơi chị, cái chân á. Cái chân là cái gì? Ở dưới ai cười gì nghĩ bậy bọ hay không? Cảm ơn bạn tham gia chương trình. Cái chân thôi. Dễ dễ đúng không? Dạng Lý Trường Thành do ai xây? Con người Tần Thủy Hoàng dạng Lý Trường Thành không phải Tần Thủy Hoàng xây do thợ hồ xây. Ổng đứng chỉ là cảm ơn bạn trong chương trình. Rồi cảm ơn nhé. Chúng tôi sẽ đọc câu hỏi cho bạn giơ tay trả lời nha. Cảm ơn nhé. Cảm ơn DJ. Nhạc có nhạc. Rồi chúng tôi sẽ
Đọc câu hỏi các bạn biết giơ tay trả lời. Đúng. Không có được nhất. Khó nha. Vâng, nhưng mà thôi, mà để tiện cho việc chúng tôi tính toán để không có phần... Nói chung là có sự công bằng, chúng tôi sẽ thi đối kháng. Bạn ở giữa hoặc thẳng chung kết. Bốn bạn đứng lên này. Bạn ở giữa đứng rồi, bạn rất là bạn rồi, bạn lên này. Rồi hai bạn đối mặt nhìn nhau nha, mình chúng ta sẽ xin dòng đối kháng nha. Rồi. Rồi, ok, bây giờ thế này. Thích hợp hả? Rồi bây giờ thế này. Không, bạn ở giữa trong chung kết có mình bạn áo đầm đen thôi. Còn hai bạn, bốn bạn, hai bên chúng ta sẽ thi phần đối kháng. Không vật nhau đâu, vật nhau. Phúc sẽ đọc câu hỏi, bạn nào biết dỗ ai Phúc trả lời ha. Đúng là vào vòng trong, sai thì bạn kia không cần trả lời, vào vòng trong luôn. Đồng ý không ha, nhưng không cần trả lời cũng được ha. Nhưng mà chính vì vậy có câu hỏi rất dễ nên phải vỗ tay. Nhớ nha. Thế nên đọc tay, đúng rồi, đọc tay để cho người trả lời. Chữ gì mà 100% người Việt đều phát âm là sai? Sai. Chúc mừng bạn vô chung kết. Cảm ơn bạn tham gia chương trình nhé. Cảm ơn bạn. Hai chàng trai tiến lên. Đơn giản thôi. Sao? Hai chàng trai làm câu hỏi hại não nha. Thôi hả? À các bạn là công ty kế toán chuyện toán đúng không? Vậy là phải giỏi toán lắm đúng không? Đúng không? Rồi đây nè. Ngày hôm nay các bạn trả lời được câu này thì về nhà ra về gặp ban giám đốc không vấn đề gì. Nếu các bạn trả lời sai về chắc không dám gặp đâu. Nghe câu hỏi nha. Nghe câu hỏi nha. 30 chia 1 phần 2 cộng 10 bằng mấy? Trời, chưa thấy chưa tôi nói mà. 25. 25, chúc mừng bạn về chỗ nha. Trời, đừng có đi ngang ban giám đốc. Trời ơi, 30 chia 1 phần 2 cộng 10 bằng 25. Trời. Rồi. Bao nhiêu? Rồi. Chúng tôi chỉ còn có một món quà thôi ha. Chúng tôi còn món quà thôi. Rồi. Đúng rồi, Phúc sẽ đẩy tay, các bạn sẽ đập tay. Trời ơi, 30 chia 1 phần 2 cộng 10 bằng 25. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Hả? Trời ơi, không biết luôn hả? Trời đất ơi. Các bạn khi các bạn apply vào công ty thì các bạn cũng phải đại học kinh tế chứ các bạn. Tiếp tục câu hỏi như sau, các bạn đặt tay để trả lời nha. Đúng rồi, bác sĩ ở Việt Nam rất là giỏi, đặc biệt là bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy. Câu này từ từ vậy, hỏi bị cái gì mà khi chuyển vào bệnh viện bác sĩ dù có giỏi cỡ nào cũng phải đành bó tay. Đập đập. À, có cái tay đập tôi mạnh lắm. Rồi. Bị cái gì mà khi chuyển vào bệnh viện bác sĩ dù có giỏi cỡ nào cũng phải đành bó tay thôi. Bị chết. Cảm ơn bạn tham gia chương trình. Bị gãy tay. Tại vậy bị gãy tay phải bó tay chứ. Rồi. Tiếp tục, chúng tôi chỉ có một phần quà thôi nha. Chúng tôi sẽ cho các bạn một câu. Không trả lời sau 3 tiếng điểm là hai người về chỗ luôn hả? Nhớ nha. Câu hỏi như sau, bạn làm việc gì đầu tiên vào mỗi buổi sáng? Chỗ ta hay quá ha. Về chỗ. Rồi đáp án là gì? Mở mắt. Mở mắt, chúc mừng bạn là người chiến thắng. Cảm ơn bạn tham gia chương trình. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là yêu đúng không? Hồi nãy mà cặp đôi hoàn hảo người ta mới thi phần cuối đúng không? Bây giờ bạn sẽ trả lời lại câu hỏi hại não hồi nãy. Bạn trả lời đúng. Không cái này tặng. Bạn trả lời đúng sẽ được phần quà nữa. Nha. Anh DJ, nếu bạn trả lời đúng tối nay anh DJ sẽ mời bạn DJ suốt đêm. Vâng, từ đầu chương trình đến bây giờ quý vị chúng ta đã có những giây phút rất là sôi nổi. Đó là sự đóng góp rất nhiệt tình của DJ Khoa Mạc Sinh cho khoa bọc trạng có thể thật lớn được không ạ? À? Các bạn làm lại câu hại não nha. Nghe kỹ ha. Cha của nó là rể của ba tôi. Ba tôi làm xui với ông nội của nó. Nó kêu tôi bằng cái gì?
tôi với nó thằng nào lớn hơn. Đúng rồi. Thật khó. Dễ lắm đó. Một. À, đọc lại đây, ở dưới không nhớ đây luôn à. Cha của nó là rể của ba tôi, ba tôi làm xui với ông nội của nó. Nó kêu tôi bằng gì, tôi với nó thằng nào lớn hơn. Sao được? Sao? À, không sao, không sao. Dù sao bạn vẫn có quà rất tiếc cho bạn là tối nay không được DJ Pha Mập dẫn đi chơi rồi. Quán dù sao xin một tràng hát thật lớn dành cho quán quân Ai Là Triệu Phú của nhà STT của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn các bạn.